Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hai sợi dây thòng lọng Trung Quốc dành cho Việt Nam, Đảng Cộng sản không thể vùng vẫy. Trung Quốc chính là nền kinh tế lớn, tuy nhiên hàng hóa Trung Quốc thì từ thượng vàng đến hạ cám đều có cả. Hàng giá rẻ thì họ làm còn rẻ hơn Việt Nam, hàng chất lượng cao họ làm chất lượng hơn Việt Nam. Nếu nói Hoa Kỳ, Nhật Bản và châu Âu và các nền kinh tế lớn thường làm ra những mặt hàng chất lượng, thì Trung Quốc lại làm ra quá nhiều mặt hàng cạnh tranh với Việt Nam. Kết quả là nền kinh tế Việt Nam mất tự chủ. Từ năm 2022, Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc là 117 tỷ đô la và xuất khẩu sang Trung Quốc rất khiêm tốn, chỉ có 57 tỷ đô la. Vậy, thâm hụt thương mại với Trung Quốc lên tới 60 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Con số thâm hụt thương mại với Trung Quốc cứ tăng đều hàng năm. Trong khi đó, hàng năm tại Việt Nam đã thặng dư thương mại với Mỹ là 94,49 tỷ đô la Mỹ, tức là xuất sang Mỹ đến 109 tỷ đô la và nhập về từ Mỹ chỉ có 14,4 tỷ đô la. Nói chung, nền kinh tế Việt Nam đang kiếm tiền từ thị trường Mỹ để làm giàu cho thị trường Trung Quốc. Ông Phạm Minh Chính vẫn thích chạy theo con số đẹp hơn là chấn chỉnh nội lực về kinh tế. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn thích những con số thống kê đẹp. Họ không quan tâm đến việc người Việt Nam được hưởng lợi bao nhiêu trong những con số ấy. Thực chất, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đi các nước trên thế giới hết 72% là của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI. Phần còn lại là của doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là gia công và sản xuất những sản phẩm chứa hàm lượng. Làm sao để vẫn làm ăn với Trung Quốc nhưng không để Trung Quốc giết chết ngành nông sản của Việt Nam và không để Trung Quốc mượn đường? Việc bắt tay với Trung Quốc là cần phải có và những ký kết mang lại công bằng cho hai bên, chứ không phải Việt Nam cứ nhượng bộ để Trung Quốc muốn làm gì thì làm với nền kinh tế của đất nước. Trong mối quan hệ làm ăn với Trung Quốc, không khó để nhận ra sợi dây thòng lọng mà Trung Quốc đã đặt vào cổ Việt Nam. Có bao nhiêu năm làm ăn, Việt Nam quá phụ thuộc vào Trung Quốc cả nhập khẩu lẫn xuất khẩu. Chỉ cần Trung Quốc đóng cửa khẩu thương mại thì Việt Nam sẽ gục ngay tại chỗ. Chỉ cần Trung Quốc không xuất hàng cho Việt Nam thì nền kinh tế gia công của Việt Nam cũng sẽ đói nguyên liệu. Loại bỏ tình trạng hàng Trung Quốc mượn đường quan trọng hơn là chạy theo số lượng. Ngoài sợi dây thòng lọng về kinh tế, Trung Quốc còn đặt lên cổ của Đảng Cộng sản Việt Nam một sợi dây thòng lọng về chính trị. Từ hội nghị Thành Đô cho đến nay, Hà Nội gần như không dám làm gì cháy với Bắc Kinh. Mỗi lần bắt tay với Mỹ thì lại phải sang tàu mà xoa dịu. Và tất nhiên Bắc Kinh quan sát thấy Đảng Cộng sản Việt Nam không ăn ở hài lòng thì họ sẽ nương tay, nhưng thấy Việt Nam gần Mỹ quá mức thì họ sẽ siết cổ Đảng Cộng sản Việt Nam để cột Việt Nam vào quỹ đạo của họ. Với Trung Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quá chiều chuộng, trong khi đất nước cần được cởi trói cả về thể chế lẫn về thể chế chính trị mà phát triển. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản sẽ không bao giờ dám thay đổi. Những người ngồi trên cao của Đảng Cộng sản thì cứ mãi đi bằng đầu gối để bảo vệ Đảng, và đó chính là bi kịch của dân tộc. Dân tộc này dính hai thòng lọng, không thoát được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Hai sợi dây thòng lọng Trung Quốc dành cho Việt Nam, Đảng Cộng sản không thể vẫy vùng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đảng sinh ra toàn thánh nhân nhưng đất nước lại bị chìm dưới đáy ao bùn. Ở các nước dân chủ cũng có những vĩ nhân, nhưng đó là vĩ nhân thật, chứ không phải là vĩ nhân được tung hô bởi bộ máy tuyên truyền. Di sản của những vĩ nhân ấy là một nền dân chủ cho đất nước phát triển, thịnh vượng, như nước Anh, nước Mỹ, vân vân đều có cả. Điều đặc biệt là, dù đất nước phát triển bền vững, thì những vị ấy cũng không được tung hô như ông Hồ Chí Minh tại Việt Nam. Không biết lãnh tụ vĩ đại này làm gì để Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu đây? Việt Nam một đất nước nghèo, xã hội bất an, người dân tìm cách tháo chạy ra nước ngoài để thoát khỏi cảnh địa ngục. Tuy nhiên, ở đất nước này người ta thấy mọc lên
toàn là thánh nhân. Ông thánh đầu tiên là ông thánh lớn nhất của chế độ, chính là Hồ Chí Minh. Ông được nằm trong lăng, được ướp xác và trung ương chi mỗi ngày gần 800 triệu đồng chỉ để bảo vệ cái xác ướp ấy. Tức là mỗi năm chi mất khoảng gần 300 tỷ đồng để bảo vệ cho lăng. Có người nhận xét, theo dòng lịch sử nhân loại, triều đại nào xây lăng tẩm hoành tráng thì đấy là triều đại của bạo chúa. Đảng Cộng sản nắm quyền cai trị trên đất nước này đến nay đã 78 năm và nó được sinh ra qua nhiều huyền thoại, quá nhiều lăng và cũng quá nhiều đền thờ với tượng đài. Đảng Cộng sản là như vậy, họ dùng tuyên truyền xây dựng huyền thoại, họ lấy tiền thuế của dân để xây tượng đài, xây lăng tẩm, xây các nhà tưởng niệm hoành tráng. Dưới thời Cộng sản, người dân nhìn đâu cũng thấy vĩ nhân, từ vĩ nhân lớn đến vĩ nhân nhỏ. Sau ông Hồ Chí Minh là ông Võ Nguyên Giáp, người ta chọn thế đất xây mộ cho ông Giáp rất ư là mê tín. Họ chọn thế đất dựa lưng vào núi và nhìn ra biển. Đây là quan niệm rất ấu trĩ của nền văn hóa phương Đông. Họ cho rằng chọn đất tốt như thế thì dòng họ sẽ đại phát và thậm chí Việt Nam cũng đại phát theo. Đại phát đâu không thấy, chỉ thấy đất nước Việt Nam đang ngày một khó khăn, dân chúng thì khốn khổ, người dân bị thế giới văn minh coi thường. Ngoài ông Hồ Chí Minh thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng xây dựng thêm một tượng đài lớn nữa, đấy là ông Võ Nguyên Giáp. Ông Nguyễn Phú Trọng đang có tham vọng xây dựng hình ảnh ông là người vĩ đại thứ ba sau Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp. Cho đến nay, có người cũng đã tôn vinh ông Trọng là sĩ phu Bắc Hà. Có người tôn ông là người đốt lò vĩ đại. Rồi sau này, qua ba tấc hơi, bộ máy truyền thông khổng lồ của Đảng Cộng sản cũng sẽ thổi ông lên thành thánh nhân mà thôi. Đất nước này rất dễ sinh ra thánh nhân theo cách như vậy. Vào ngày 21 tháng 6 vừa qua, ông cựu Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã từ trần. Trên mạng xã hội và trên không gian mạng nổi lên một số bài viết ca ngợi ông này, nào là lỗi lạc, nào là tài năng, vân vân. Nhiều nhà báo viết vì tấm lòng thật của họ chứ không phải là tuyên truyền. Tất nhiên, những gì được ca tụng trên báo nhà nước thì đấy là tuyên truyền. Có người nhận xét rằng cuộc đời chính trị của ông Vũ Khoan chẳng để lại dấu ấn gì đặc sắc. Có chăng ông không bị tai tiếng như nhiều người làm chính trị cùng thời với ông mà thôi. Ông được sinh ra từ nền móng Cộng sản, ông phục vụ Đảng Cộng sản cho đến nay, Đảng Cộng sản đã không đưa đất nước khá lên được. Việc một số cây viết có tiếng tung hô ông Vũ Khoan, đấy là tàn dư của tư tưởng sùng bái cá nhân. Trong các lãnh đạo của Cộng sản, gần như ai cũng được bơm thổi. Vĩ nhân mọc lên thì rất nhiều, nhưng đất nước thì nát như tường. Sau ba tấc hơi thì có thể Đảng Cộng sản Việt Nam lại tôn ông Nguyễn Phú Trọng thành vĩ nhân. Ở đất nước này, nhiều người có thể hiểu, biết ắt phải thấy ngán ngẩm, vì nhìn đâu cũng thấy kiệt xuất, nhìn đâu cũng thấy vĩ đại, nhìn đâu cũng thấy lỗi lạc. Nhưng rồi lại quá ê chề khi đất nước này không còn đường bứt phá vì bị lãng phí chất xám, bị tước mất tự do và bị triệt tiêu sáng tạo. Đất nước Việt Nam không cần vĩ nhân nào cả, không cần anh hùng nào cả. 100 triệu dân cần Đảng Cộng sản trả lại đất nước cho người dân tự quyết. Dân tự chọn đảng phái, tự chọn con người có năng lực lên để điều hành đất nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Đảng sinh ra toàn thánh nhân, nhưng đất nước lại bị chìm dưới đáy ao bùn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de